Alo, chào anh em và các bạn nha. Hôm nay mình làm clip để mời anh em xem mình thử nghiệm cái kén ấu trùng ruồi đính đen. Tại vì mình cái clip trước mình cũng có nói là mình để con giống là nó không có được bự, không được to. Nên mình thấy nó cũng đẻ cũng bình thường rồi anh em. Nên hôm nay mình làm thử nghiệm cho anh em xem. Mời anh em xem nha. Là kén của mình bây giờ nó đã đóng rồi, ấu trùng của mình nó đã đóng kén rồi, nó không còn bò nhúc nhích gì nữa hết. Nên mình thấy thường thường là nó con ấu trùng con ruồi của mình nó nở ra là nó có hay có tình trạng là nó bị cánh nó bị mẻ mẻ đứt khúc đó, anh em. Nếu mà anh em xem kỹ thì thấy. Mình thì cũng quan sát bữa giờ không biết lý do gì mà nó bị cái cánh nó bị đứt, nên chắc còn nghĩ của mấy con đó là chắc nó cũng không có mạnh được, nên mình tình nghi mình nghĩ là chắc nó là do là nó bị cứng, cái kén mình nó cứng quá hay sao. Nên hôm nay mình làm cái thử nghiệm, đây cũng còn dư kén nè, giờ nó đang nở rồi, nên giờ nó đang nở lay gai rồi, mình thử nghiệm cho anh em xem. Để có thất bại thì mới có thành công. Còn đây thì nó còn đang nhúc nhích, một mớ đóng một mớ nhúc nhích. Mẹ ông chết ông. Kén này lớn. Còn mấy cái kén này là kén nó đã ấy rồi. Kén vớt không? Chít chít, nó đóng là nhìn thấy nó to, to vậy nó nhỏ xíu. Đóng lại nó cứng. Rồi nó to. Cũng trung bình chứ không có nó là nhỏ nữa. Cũng nhầm con, nó cũng còn chút nhất nhưng mà nó nở lại gai rồi anh em. Bây giờ mình đổ nước vô, tại vì mình thấy nó bị đứt đứt cánh này, mình nghĩ là nó nở ra chắc nó cứng kén cứng quá nên nó khó khó khăn, mà mình bỏ vô liền lúc mà mình nấy mình tẩm nước ấy, thì nó bò ra nó cũng có khó khăn lắm. Nên giờ mình nó đã đóng rồi, mình cho nó vô miếng nước cho nó áo đồ ẩm cho nó coi thử coi nó làm sao. Tại vì mình thấy cái mẻ trước của mình bữa giờ là mình thấy nó cũng nở đều đều quá nè. Nở ra nó cũng bất chết. Giờ mình đổ nước vô luôn. Đổ vô vừa mình trộn coi nó có độ ẩm. Ướp luôn. Con nào nó tỉnh táo thì nó bò thì cho nó bò. Trộn vậy đó nè. Thử nghiệm mà. Nó không đẻ thì mấy ký này cái gì đâu, có thêm cái kinh nghiệm nữa, làm sao mà nó chết, do sao nó chết, nở ra bị cắn bị đứt, ẩm rồi nè, đây vậy đi, tại vì cái máy cái chuồng của mình nó làm nó mưa nó giọt vô, mà nó cũng vẫn đẻ, vẫn nở. Con nào quá ngập nước thì nó mới chết thôi. Nước rồi đó. Muốn nửa cũng được. Nhưng mà trừ hao lại ra ngoài những chỗ nó cũng giọt. Chuồng mà nó cũng giọt lắm. Nhủ vô cũng gì vừa là vừa. Mùa mưa này nó giọt chứ mùa nắng có giọt đâu. Xối vô nó ướt tay vậy. Thêm miếng nữa. Hai nắp. Tốt. Giờ mình phải thử nghiệm, giờ rảnh rỗi rồi anh em ơi. Chơi luôn mỗi thùng hai nắp. Chơi luôn. Thì mình thấy con này nó cũng dễ lắm mà sao mà nó đẻ. Mình thì cũng bữa mình nuôi cái máng khu của mình nó lâu, nhanh lắm lên bình định. Không nói là không phải. Thì mình cũng nghĩ vậy thôi chứ mình cũng không có chắc chắn được 100% được. Giờ làm nhiều cách phải thử thử nghiệm, mình không
không làm thì ai làm cho mình? Trời ướt luôn, cái này ướt dữ lắm rồi, nó đấm hết rồi. Hai cái vậy đó, thấy không? Trời thiệt chứ không phải giỡn đâu. Nó rớt ra, nó bò ra ngoài, nó chui vô mấy cái dĩ này cái kia dưới đất, nó trốn trong đống của mình đây nè, rồi nó cũng nở bít hết cho cái nhà này, cái chuồng của mình có chăm sóc nó đâu, mà nó cũng vẫn nở ra mầm, trốn ở trong cái dở cái này cái kia ra rồi nó nằm lún thinh, nó nở. Đẻ tùm lum trong lưới hết nè. Trời gì luôn. Mình thấy gì vậy? Thử 4 thùng. 4 thùng này chắc cũng mười mấy ký, thùng này chắc cũng tầm 3 ký nha. Hai ba ngày sau là biết kết quả. Tại vì cái mụn của mình giờ bỏ bữa giờ nó cũng sắp hết rồi. Đang nở hết rồi. Mùi tốt lắm nè. Vì mót mà nó đẻ khăn, đẻ sai lắm. Thấy hay kinh nghiệm. Thấy sao mà làm đơn giản mà nó thành công, mà chăm chú quá lại nó thất bại. Nhiều khi anh em cũng đã biết rồi mà cũng mình cũng chưa có tìm hiểu được. Biết cách này rồi không chừng. Ướt quá không nở, không chừng ta coi thử chứ liều mà thử nghiệm mà anh em. Thử nghiệm thì mình thấy phải thử ướt anh em thấy không? Giờ này có hết bò rồi, con nào bò thì cho bò đi, cũng không nhiêu đâu, đóng kén rồi mà bò lên dữ lắm à. Tại mình mới cắt cái thùng này nè, mỗi lần mình để trên này cái thùng mút nó ướt vô cái nẩm mẩm nó bò. Mà bây giờ kinh nghiệm mà không có bỏ ra sớm, để trong đây cho giờ nào nó đóng kén rồi mình hãy xách ra bỏ vô mùng nữa, nó không nhiều quá chiếm không gian, mùng nhỏ mà chiếm không gian dữ lắm. Ướt hết anh em ơi, nó cắt vậy đó, cắt cái thùng này bò nó mới chứa được nè, không nhiều thiệt nhưng mà nó an toàn, cũng thấy an toàn. Bây giờ thấy kinh nghiệm đây, không cần đem ra xóm, đem ra ngoài nó ẩm ướt để gì đây mà nó không nở trời, ướt quá vậy nè, nó phọc quá, mẹ này chắc phọc quá. Được khổ lắm anh em, vớt dữ lắm mới được nhưng mà không rồi anh em thấy không, thử nghiệm thật mà. Còn mấy cái này muốn làm luôn mà thấy nó chưa, để coi nó nở không, hai ba ngày sau mới tính tiếp. Còn lúc dứt quá bò thả vô đưa nước cho là nó bò hết. Cái này lớn à, sung cái miếng này ăn mạnh mập nặng đó. Còn nó đóng kén rồi nó nhẹ lên nè, không anh em, giờ nó đẻ quá trời rồi, làm ít ít nè mà nó đẻ không có chỗ nuôi rồi. Chỗ thì mình làm cũng được nhưng mình mồi cho ăn nó ngán quá, mà không có chưa có lợi nhuận được nên không dám làm, không dám mở rộng thử nghiệm cái này cái kia, nuôi thành công rồi mình mới dám mở anh em ơi. Lo cái nguồn ra quá, lo cái nguồn thức ăn quá trời chứ không phải gì. Nuôi con này dễ lắm anh em ơi, thấy ham lắm. Mình cho thiệt mà bây giờ thấy nó ướt mà nó cũng vẫn nở, sợ là nó cái cánh nó bị đứt nè, cái con nhiều khi nó trong bầy trong mùng mình thấy nó cánh nó bị đứt quá, lúc trước mình để ý sao đứt, không lẽ là nó cắn lộn mà đứt cánh,
Mình cũng nghĩ là cái cán này nó cứng, trời nó cứng dữ lắm anh em. Anh em thấy nè, xúc chuồng của mình ra nó bò trắng cái chân nè, em giỏ nè, em xem thấy không, nó rớt ra dữ lắm, hao hụt lắm. Nuôi con này nó hao dữ lắm anh em ơi. Nó bò ra nè, giỏ nó đóng nó nở hết trơn không, nó trắng hết chân luôn, trốn mấy cái hẻm thóc dưới mấy cái thùng rồi để nè. Nó trắng nó bò ra nè, em thấy nè, nó hao phí mình dữ lắm, một khi không cho ăn một bữa quên nữa. Thấy vỏ lọc nở hết rồi chứ không phải chết đâu á, trời ơi, nhiều khi cái nhầm bữa nó trắng rồi nó chết, mở ra nó kiếm ánh sáng nó đậu rồi nó chết nhóc hết. Mình thấy hao hết cái lắm anh em, bên con này mình không có làm trắng kính thì nó bay ra ngoài tự nhiên vậy đó, nhiều khi nó bay lên nhà người ta, bay nó không làm gì mà người ta thấy ngộ ngộ từ nó ong không. Người chắc cũng không biết con này, sớm mình nhiều khi không biết, cho người ta nuôi người ta cũng không nuôi mà. Khi rủ nuôi cho vui mà không ai nuôi chứ, nở rồi đó, làm gì đưa nước vô làm gì nó muốn nổi luôn rồi, bung rồi. Thử nghiệm nghe anh em, có gì chia sẻ cho mình biết kinh nghiệm nghe anh em, rồi mình làm đúng hay sai ha, bình luận cho mình biết anh em để có tinh thần để làm clip anh em ơi. Giờ đang tập làm YouTube mà thấy anh em giờ làm quá, giờ làm chứ không làm không được, giải trí chơi luôn anh em ơi, học hỏi nữa. Nhiều khi anh em vô bình luận không hay thì mình cũng rút được cái kinh nghiệm, còn mình hay thì mừng cho anh em cũng như mừng cho mình, anh em thấy thích thì mình thấy cũng phái lắm nên cũng hăng lắm. Còn nhiều khi anh em mà không thích thì mình cũng có cảm giác là mình làm không đúng, nên mình cũng chỉnh lại cái kinh nghiệm của mình lại để cho nó hay hơn. Nhưng mình cũng học hỏi anh em không à, nhiều khi anh em cũng làm clip ra thì mình cũng xem mê man, thích lắm, để mình học hỏi chứ có gì đâu, xem mà có tốn tiền tốn bạc gì mình đâu, tốn 3G thôi, với wifi có ăn thua gì, để mình biết được sau này mình có làm thì nó cũng dễ hay hơn, đỡ mất thời gian thôi. Rảnh rỗi thì cứ xem gì có gì đâu, em thấy mình cũng làm bây giờ cũng học hỏi rồi nên giờ nó cũng rảnh rang được cái con ruồi này. Như lúc đầu thì mình nuôi thì mình cũng học anh em lấy phân ra, nuôi ba đậu lấy phân liên tục, cứ ngày hai ngày thì phải lấy ra, rồi rồi mình nuôi có nhiêu đây anh em, mà mình không có thời gian nữa, không cứ quằn quằn ở trong đây lấy phân ra rồi bỏ đi, cực khổ chết luôn, mằn không ngớt, làm không ngớt, rồi thứ rồi trang trại lớn rồi làm kiểu đó rồi làm sao mà được. Cũng nhiều, thấy mấy ông anh thì ông cũng nói là ông thấy ông clip ông chia lên ông nói là không ở không đâu, nói chung là không ở không, nuôi nhiều mà cứ lấy phân cái đó là không ở không, nên mình cũng thấy nản lắm, nhiều khi thấy cực khổ rồi nản dữ dằn, nên là từ từ rồi mình cũng rút kinh nghiệm thôi, cũng như anh em chia sẻ rồi học theo, nói chung là phải học rồi mình tự tích lũy kinh nghiệm chứ không phải là mình hay ho gì, cũng tự biết à, cũng như làm rồi biết rồi quen, nuôi con này biết rồi cũng quen thôi, mình làm cách nào đó thì mình thấy hay cho mình hay là mình thấy khỏe thì mình cứ làm, rồi mình chia sẻ cho anh em thôi để trải nghiệm thôi, anh em nào phái thích thì làm theo, còn không thích thì cũng đâu có gì đâu, không có ăn thua gì chứ. Mình cứ chia sẻ cái nào hay thì chia sẻ, nhiều khi anh em cũng chia sẻ mình cũng học vậy chứ, nuôi con này mà cứ lấy 2-3 ngày lấy phân ra, lấy phân ra rồi đâu có thời gian đâu, bằng công chuyện khác không được nữa chứ đâu phải chơi, nên giờ mình làm nhiêu đây, mỗi lần mình vô mấy tiếng đồng hồ mình cực khổ mà mình biết rồi, bây giờ mình chỉ cần nửa tiếng anh em là xong rồi đó nè, cho ăn rất là nhanh, tại vì nó khô rồi, mình nuôi là khô, thức ăn thì cũng tổng hợp không, cám rồi với ấy thôi, nấu trùng lớn ầm ầm, cám bả đậu rồi thêm đậu nành đó, chơi giờ đậu nành hộp rồi, mình gãi vô nó không có bò đâu anh em, là cái này hay đó anh em, nó ăn hết luôn á, mình gãi không có nhiều nhưng mà nó ăn hết trơn à, đậu hộp nó ấy xuống rồi nó ăn hết, đậu nành hạt luôn.
mỗi lần xay thì giờ xay thấy nó ăn nhanh nữa, nên không xay, chơi chậm chậm nữa mình giữ nó mập lắm, chơi nguyên chắc mà. Trời ơi, nuôi thì phải tốn đầu tư anh em, nhưng mà được một cái nó chia sẻ với anh em, nhiều khi anh em nuôi những cái phế phẩm thì cái gì cũng được, bất cứ cái gì, nhưng mà nó lâu lắm. Mình đây thì mình muốn nó nhanh là nhanh, là muốn chậm chậm mà, những lúc mình cần nhiều thì mình cho nó nhanh, nó mập nhanh thì mình sử dụng nhanh chứ gì đâu. Thì mình cũng ấp trứng xong rồi cũng như vậy, thì mình cũng chia sẻ clip của mình ấp đó rồi đem ra thì đổ ra thì nuôi, thì 4 5 7 ngày thì mình cảm thấy cái mẻ nào lớn, 5 7 ngày thì mình sử dụng rồi, chứ mình không có để lâu với anh em mà để 10 ngày nửa tháng 2 mấy ngày cái đó lâu quá. Mình cho ăn những cái thứ này thứ kia nó hao thêm nữa chứ không có gì đâu, em tính đi tính lại thì nó hao. Còn những cái miễn phí thì mình làm được, còn mình dùng liền luôn, như bây giờ mình cho ăn những cái cám hay là mấy cái đậu nành hạt nó mắc tiền thiệt, nhưng mà nó rút ngắn cái thời gian của mình, còn ấu trùng của mình dinh dưỡng nó cao thì mình sử dụng được thôi. Tại vì cái con này nó ăn liên tục thì nó dinh dưỡng nó mới cao, nó mập thì nó có dinh dưỡng thôi, thì mình cho ăn nhiều dinh dưỡng thì mình sử dụng trước nhanh để vậy. Giờ nuôi thì ai cũng có kinh nghiệm, nhiều khi ăn những thứ thì anh em thích thôi chứ không có gì. Còn nhiều anh em mà mua nguồn bắt đầu không có thì biết làm sao, mà có quá có thì cũng cũng không có đủ nữa, nói chung là không có đủ để cho ăn đâu. Nuôi nhiều mật độ nhiều rồi thì nó ăn dữ lắm, con này nó ăn ghê gớm. Mà anh em thấy mình nuôi mình khoái cái phân anh em, nên phải gắng. Nhiều khi mình nuôi vậy chứ mình đi mình không cần thiết cái con này đâu á, mình đi cho nó ăn cho mình tơi bời, mà ăn đi ăn lại ăn 3 4 quận gì, đừng mình lấy cái nguồn phân không có ế ẩm gì đâu anh em. Mình nuôi con tôm là mình thích cái phân này nè, thật sự là mình phái cái phân này lắm. Chia sẻ cho anh em biết là mình sử dụng cái môi trường nó tốt anh em, không có gì bằng. 3 4 năm trước là mình đã làm cái YouTube này rồi, nhưng mà mình không có trình độ, nói chung là mình cũng không thích mấy, không có thời gian đó. Lúc đó mình nuôi con ruồi, con trùng quế lúc đó cũng nuôi nuôi rồi đựng để nuôi để phục vụ cho con tôm cho con cá rồi thôi, mà mình làm thấy con đó không không thành công. Nói chung là nó lâu lắm, nuôi lâu lắm rồi nó ăn phân bò dữ dằn, mà cái nguồn phân của nó cũng tốt lắm, nè trồng cây tốt lắm. Nên thời gian mình cũng bỏ cuộc khoảng 4 5 năm, 2015 là mình đã nuôi con trùng quế thích lắm, thấy anh em chia sẻ rồi nuôi thấy hiệu quả làm giàu lắm, mà nuôi vô không có được cũng bỏ cuộc. Rồi giờ thì cũng có duyên với con dòi này nữa rồi thật sự là có duyên, thông tin rồi coi rồi bắt đầu phái liền, phái là phái cái nguồn phân thôi. Tại lúc đó mình coi cái clip của thầy bé là ông chia sẻ là cái phân này nó đạt đạt chuẩn, cái phân nó tốt đạt chuẩn, nên mình ham cái phân thôi chứ không có gì. Nuôi con này thì mình sử dụng thì sử dụng, nhưng mà cũng cần cái nguồn phân. Em thấy mình nuôi bây giờ là phân gì không, không phải mẻ nào cũng như mẻ nấy thôi, chỉ vậy đó. Độ ẩm cũng không phải là khô đâu nghe anh em, nó cũng vừa, nó sôi nên mình cào mình lấy rất là nhanh. Mình thu phân là đồng cái mẻ này mình thu vài nốt nhạc là xong rồi, lẹ lắm. Thử cho anh em coi, nó khô phân, nó khô thì nó chui xuống nhanh thì mình cào ra nhanh thì mình thu. Rồi lúc đó mình cũng nuôi con trùng quế thì mình cũng biết thu nó rồi, lúc ban đầu mình nuôi nó thì mình biết cứ đem ra ánh nắng thì mình sạc sạc nó thì nó chốt chứ. Nhưng khi con này mình thu nó còn lẹ hơn con kia, nó kia nó con trùng quế nó lâu lắm, nó chui lâu lắm, lâu dữ dằn nè em thấy không? Cứ vuốt vậy thôi, vuốt rồi nè đâu có còn gì đâu. Nó khô thì con ấu trùng của mình nó chốt lẹ thì nó mình thu được nhanh, nó làm cấp kỳ, nó lấy dục ra thôi. Mà anh em phải liên tục à, ở đây làm liên tục chứ không có đi chơi được, làm mà nó mà gom đóng là bỏ đi chơi rồi nó gom nó đều nó hồi nó cũng tuôn ra à, nó tuôn mình phải nhúc nhích nó mới thu nhanh. Còn mình làm cái dạng gia đình thì nhỏ lẻ thì mình thu cái này, còn người ta nó trang trại lớn thì người ta có máy móc nó làm nó khác, máy móc của người ta bỏ vô rồi nó sàn ra chỉ ngồi đó hứng thôi,
em thấy không? Chỉ mình thu đơn giản thôi anh em, trốn lắm, nó khô thì nó sẽ trốn nhanh. Thì cái nguồn phân nó tốt nên phải gán giữ cái nguồn phân. Giờ nhiều lắm rồi, để rảnh rỗi là phải trồng cây thôi, trồng hoa màu để sản xuất thôi. Đang có ý định nhiều thứ lắm mà chưa có ở không anh em. Anh em thấy phân không? Không phải là mình dựng cảnh gì đâu anh em, mình làm thật sự cho anh em coi chứ không phải là dựng cảnh. Không có cái phim gì đâu, cái này làm thiệt không à, mình chơi thực tế không, mình không có nói dốc anh em gì. Cái nào chia sẻ được chia sẻ, tại vì mình cũng học anh em chứ không phải là mình tài ba gì đâu anh em. Thấy không? Nhanh lắm, cứ làm như cái mặt cái mẻ này hai thước vuông đi, mình làm hai đống rồi cứ ngồi quay qua đống này quay qua đống kia cứ làm liên tục thì nó sẽ chui thôi. Một lát nó gom lên một cục rồi nó không còn miếng phân nào luôn, nó sạch trơn luôn. Nhiều khi cái mẻ mình nhiều quá, mình cần ít thì mình cứ tống ra một bên vậy đó, mình lấy đã rồi vài bữa rồi ngày mai mình lấy tiếp, mình cứ làm vậy cho nó nhanh chứ mình không có hốt ra bao gì chi. Rồi con nào dính thì số lượng nhiều ít gì nữa thì đem ra đổ cho gà nó ăn luôn, cho nó bươi nó móc, rồi vài bữa bữa sau rồi đem vô bao lại để đó, ấy ẩm gì đâu. Phân này để lâu rồi nó còn tốt nữa, mình thấy giờ để lâu mấy cái bao giờ nó có độ ẩm tự nhiên đã im lắm. Nói chung là đã, phân này nó còn ngon hơn phân dùng quế nữa. Mình không dám thử, mình cũng đã thử phân dùng quế rồi nhưng mà mình thấy nó dinh dưỡng chắc có hơn con cái phân bò. Em thấy giòn cũng lẹ lắm, chút xíu à, nhanh lắm. Hôm nay chia sẻ với anh em chỉ vậy thôi đó, nuôi bảo quản cái nguồn phân anh em. Thấy anh em bỏ uổng quá, mình cũng bây giờ cũng đã làm chia sẻ anh em là thích cái nguồn phân nên anh em gắn giữ, sau này mình bán cho mấy vườn kiểng rồi sao, mình xài tốt rồi mình tặng cho mấy vườn kiểng để tiếp thị nữa. Mình cũng thỉnh thoảng mình ra vườn kiểng mình mua con bao 10 ký toàn sơ dừa gì không, cái gì đó không biết làm gì đang thui, bán 30-40 ngàn bao, vậy có trồng được mấy cái chậu bông đâu. Thấy không? Để mình gì đó, phân mình thái phái lắm anh em ơi. Thấy chưa, chốt này nè, hồi là nó mình gom từ từ lên thì nó sẽ hết. Nó. Mà anh em mà cứ làm mà này bỏ đi chơi là không được nha, cứ ngồi đây vuốt 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 một chút xíu là nó trốn, mình động đậy nó mới chui, còn ấy nó tan ra, nó lan ra nữa. Vậy đó anh em, thích lắm, món nào cũng vậy nè. Giờ nuôi giờ kỹ thuật rồi, phải độ ẩm mình điều chỉnh, không có để cho nó ướt quá trời tối quá. Như nhau nè, phân đen thui gì mới đúng rồi nè, nó trắng nhách là không được đâu, đen xì gì đó quá. Mà ngày nào cũng vậy, nuôi bây giờ là phải vậy mới được, còn nhão quá chán lắm, thu phân lần ngán chết. Cứ lâu lâu mà nuôi từ đầu mùa cuối mùa mới thu nè, chứ không có nuôi thu hàng ngày. Mấy cái mẻ này từ lúc nhỏ tới lớn vậy, cứ dày quá thì sang máng nữa. Cứ dày là phải sang máng ra, dụ như giờ muốn nuôi nữa thì sang ra nữa, sang cả phân luôn anh em, đừng có lấy không đó, cắn tới cắn lùi nó đói nó quất hết cái này nó nhả ra nó ăn rồi. Nhiều khi nó ăn tới ăn lui, những cái nguồn phân mình nó giá trị chứ mình cứ đem ra bỏ, chứ ăn ba đậu đem ra bỏ vậy là nó bu về tới giờ còn bùi nhả bay vô giải hoài. Mấy anh em tối quá cái chạy mình, cái chuồng mình tối rồi. Thật sự thì anh em làm được cái phân, cái nguồn điều chỉnh được nhiệt độ ẩm của cái phân thì anh em nuôi khỏe thôi, nhanh thôi. Nuôi bây giờ thì mình cũng thấy rút cái kinh nghiệm gì, cứ sang máng tới nuôi rộng là ngon. Cái mặt độ thì mình nuôi dày cũng được, nhưng mà mình cực mình cho ăn nó ít thì nó ấy, nuôi thưa thưa gì phân của nó cũ luôn
một lần tính nó phân cũ của nó là nó chết, nhưng mà bây giờ mình nuôi bây giờ gì đây nó cũng không thấy chết gì đó. Hay là nhiều quá rồi mình không thấy chết, lúc đó mua ít ít thì mình về thấy là mình tận dụng nó rồi nó chết hoài à. Đang cui sang máng tới tới này. Không có nóng niết gì đâu, nuôi cái dạng kiểu này là không có nóng, tại vì cái phân của nó cũ luôn, nó không nóng thì nó chắc cũng không đến độ chết. Chơi đơn giản anh em ơi. Đó, giờ anh em thấy không, dòng dòng cào ra cái là lấy được chút, nó là sắp xong rồi đó nha, này thử nghiệm thôi anh em. Mình thấy lấy phân thấy gấp kỳ không, cái này nó còn dòng nữa, nó tới sạch chân à, không có gì. Lấy rồi đem ra sử dụng luôn, cho gà vịt gì ăn hay là làm cái gì, nó không có nhiều phân trong đây đâu. Thử nghiệm bề bộn chuồng mình, bề bộn mình đầu tiên đây anh em thấy nó bò không, một con nó còn cứng nè, nó bò ra nè, đỡ sao kỳ ta, chết anh em ơi, chưa đóng hẳn tại vì mình bỏ lộn xộn mà, con này con kia nó kệ đi, mình đem vô chuồng cho nó bò em đóng luôn, rồi nó nở thì nở, còn không nở cho nó đi ra ngoài luôn. Ồ, bò quá, tình hình này rất nguy hiểm anh em, tại vì nó nhiều lứa quá, tại vì nó nhiều lứa mình bỏ chung mà ngày này qua ngày kia nó bỏ chung chứ đâu có phân loại ra được đâu, nhưng mà phải phân loại mới được thì đó, phải phân mới được, chết rồi kệ nó đi, cũng không ăn thua em vô chuồng cho nó bò ra luôn cũng được. Thôi chị, thôi chào anh em nha, để có gì để bữa mình coi nó hiệu quả hay không, thất bại gì mình cũng chia sẻ clip cho anh em coi nha, anh em chào anh em.